Chào các em, chúng ta tiếp tục chủ đề hôm nay về cái nội dung chuyển động cơ. Đầu tiên, định nghĩa chuyển động cơ và định nghĩa chất điểm. Các em quan sát cái ví dụ mô hình phía đây. Trong cái ví dụ phía đây thì người ta cho xe A chuyển động từ điểm A đến điểm B. Và cái trụ điện này thì đứng yên. Như vậy chúng ta thấy là cái xe ô tô này nó chuyển động so với cái trụ điện. Từ đó người ta đưa ra cái định nghĩa về chuyển động cơ như sau. Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác theo thời gian. Trong cái ví dụ vừa rồi thì cái xe A, cái xe ô tô đó, người ta gọi là cái xe này là chuyển động cơ, nó có sự chuyển động cơ. Còn cái trụ điện này thì nó đứng yên và người ta gọi nó là vật làm móc. Bài toán 1, một ô tô dài 4m chuyển động trên cái sân dài 10m. Các em hãy tưởng tượng biểu diễn cái ô tô chạy trên sân. Thì đây là một cái hành động mà chúng ta thường chơi khi mà chúng ta ở lứa tuổi mẫu giáo, đúng không? Chúng ta cầm cái xe ô tô, chúng ta cho chạy nó trên cái nền nhà. Với cái bài toán số 2 thì cũng cho một cái ô tô dài 4m chuyển động trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với cái quãng đường khoảng 1.600 km. Thì các em biểu diễn ô tô chạy trên bản đồ. Đây là Hà Nội nè, chạy trên cái bản đồ theo cái đường Trường Sơn vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình tưởng tượng mình đứng ở một cái vị trí nào ở trong không gian mà đủ để quan sát cái ô tô đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Qua hai cái bài toán 1 và bài toán 2 trên thì người ta đưa ra cái khái niệm về chất điểm. Một vật chuyển động có kích thước rất nhỏ so với quãng đường thì gọi là chất điểm. Như vậy, ở cái ví dụ 1 thì cái xe ô tô không được gọi là chất điểm vì cái độ dài xe là 4m mà quãng đường chỉ có 10m. Thì cái vật chuyển động là cái xe đó đó, so với cái kích thước của cái quãng đường đó, so với cái chiều dài của quãng đường đó thì rất là lớn. Còn ở ví dụ 2 thì cái xe nó 4m nhưng mà cái quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đó là tới 1.600 km, thì cái xe đó rất nhỏ so với cái quãng đường. Cho nên trong cái ví dụ 2, trong cái bài toán 2 á, thì cái xe ô tô gọi là chất điểm. Thêm một cái ví dụ cho các em nè. Trái đất thì đối với chúng ta thì trái đất rất là lớn. Tuy nhiên đối với cái hệ mặt trời, khi trái đất chuyển động xung quanh mặt trời thì người ta cũng có thể coi trái đất là chất điểm. Chúng ta qua cái khái niệm tiếp theo là quỹ đạo. Thì khi chuyển động, chất điểm vạch ra một đường trong không gian gọi là quỹ đạo. Đây là quỹ đạo của trái đất khi chuyển động xung quanh mặt trời. Hoặc khi các em đá một trái banh vào không gian thì những cái điểm mà trái banh nó vạch ra khi mà nó chuyển động, người ta gọi đó là quỹ đạo. Đây là cái mô hình nè, quỹ đạo của trái banh nè. Các em thử coi thầy cái con chuột mà thầy rơi đi đó. Và có một cái cách định nghĩa khác là tập hợp tất cả các điểm mà chất điểm chuyển động đi qua tạo nên một đường nhất định thì gọi đó là quỹ đạo của chất điểm. Chúng ta qua phần 2 là cách xác định vị trí của vật trong không gian. Chúng ta tìm hiểu về vật làm móc và thước đo. Và để xác định vị trí một vật trong không gian thì ta phải chọn một vật làm móc. Thứ hai là chọn chiều dương trên quỹ đạo. Thứ ba là dùng thước để đo chiều dài đoạn đường.
Rồi trên cái hình này thì đây có thể gọi là một vật làm móc. Đây là một cái trụ ở bên lề đường. Trên cái trụ này thì có những cái thông số như sau. Thứ nhất là QN27, tức là cái đường này là đường quốc lộ 27 ở km 244. Và cái chữ này là chữ Phan Rang. Và phía dưới là 30 km. Như vậy cái trụ này được chọn làm vật làm móc. Và cái vật làm móc này thì người ta đã dùng thước đo, người ta đo chiều dài từ cái vật làm móc này nè, ngay cái trụ này nè, đến Phan Rang. Đến Phan Rang tức là người ta xác định ngay cái vòng xoay chỗ đường Thống Nhất và đường Ngô Gia Tự, tức là ngay chỗ cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đó, chỗ đó người ta xác định là móc Phan Rang. Thì cái 30 km này là cái chiều dài đoạn đường từ cái trụ này, trụ móc này nè, cho đến cái vòng xoay chỗ giao điểm đường Thống Nhất và đường 16 tháng 4. Còn cái chiều dương thì cái chiều dương là thường là chúng ta chọn chiều dương là theo chiều chuyển động, hoặc là chúng ta chọn cái chiều dương theo cái yêu cầu của đề bài. Nếu đề bài đã quy định chọn chiều dương thì mình cứ theo đề bài. Còn nếu đề bài không quy định chọn chiều dương thì chúng ta chọn chiều dương là theo cái chiều của chuyển động. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về hệ tọa độ. Thì cái khái niệm về hệ tọa độ này thì thật ra là chúng ta đã học hồi cấp 2 rồi. Như vậy muốn xác định vị trí một điểm M, chúng ta chọn các chiều dương lên các trục OX và OY, chiếu vuông góc cái điểm M này xuống hai cái hệ trục tọa độ OX và OY. Trên OX thì chúng ta có điểm H, trên OY thì chúng ta có điểm Y. Như vậy vị trí của điểm M được xác định bằng hai tọa độ X và Y, với X được tính bằng độ dài đại số OH, Y được tính bằng độ dài đại số OY. Phần thứ ba là chúng ta tìm cách xác định thời gian trong chuyển động. Chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về mốc thời gian và đồng hồ. Để đo thời gian trong chuyển động, người ta cần phải có là thứ nhất là xác định mốc thời gian. Mốc thời gian tức là thời điểm ban đầu. Rồi chúng ta dùng đồng hồ để đo thời gian. Phần tiếp theo là chúng ta tìm hiểu thời điểm và thời gian. Thì chúng ta có các khái niệm là delta t. Delta t thì bằng t trừ t0. Trong đó t0 là thời điểm ban đầu, t gọi là thời điểm sau, delta t gọi là khoảng thời gian. Thì để làm rõ hơn về cái các khái niệm này thì thầy đưa ra một cái ví dụ như sau. Cái ví dụ này thì chúng ta đã thường gặp ở trong cái những cái năm học trước, tức là chúng ta đã có 9 năm học rồi. Giả sử như trong cái năm học lớp 9 nè, là các em học buổi sáng, đa số các em học buổi sáng đúng không? Thì chúng ta phải có mặt ở ngay cổng trường đúng lúc, trễ nhất chắc thầy nhầm, trễ nhất là phải 6:30. Vì 6:30 là khi đó nhà trường sẽ đánh trống. Và 6:30 người ta gọi nó là thời điểm ban đầu. Hoặc là 6:30 người ta có thể gọi nó là cái mốc thời gian để bắt đầu buổi học. Tiếp theo, người ta dùng đồng hồ để người ta đo thời gian. Thì khi đến 6:45 là cái thời điểm sau. 6:45 là cái thời điểm sau đó. Thì đó là cái thời điểm
và người ta gọi cái delta t là cái khoảng thời gian. Như vậy cái khoảng thời gian này được tính là từ 6:45 là thời điểm sau, trừ cho thời điểm ban đầu là 6:30. Như vậy cái khoảng thời gian delta t của mình là được 15 phút. Rồi sau 6:45 chúng ta bắt đầu vào tiết 1, và tiết 1 kết thúc vào 7:30. Như vậy 7:30 là thời điểm mà kết thúc tiết 1, còn 6:45 là thời điểm bắt đầu tiết 1. Và cái khoảng thời gian delta t của tiết 1 là bằng 45 phút. Được chưa? Tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể mà các em đã thường gặp ở trong đa số các em, chắc chắn các em là đã gặp ở trong những cái năm học trước. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hệ quy chiếu. Như vậy hệ quy chiếu của mình bắt buộc phải có những cái yếu tố sau. Thứ nhất là vật làm móc, thứ hai là hệ tọa độ, thứ ba là mốc thời gian, và thứ tư là đồng hồ. Và hệ quy chiếu là giúp chúng ta xác định được vị trí của vật và xác định được thời gian chuyển động của vật. Như vậy thì cái nội dung kiến thức của cái bài 1 thầy đã trình bày cho các em. Các em có cái những cái thắc mắc gì thì cứ đặt câu hỏi trực tiếp trên cái nhóm Zalo và thầy sẽ trả lời qua cái buổi học trực tuyến nha. Rồi chào các em, hẹn gặp các em lại cái nội dung học tiếp theo nha.